Thưa chủ tọa đoàn, thưa quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi rất là vinh dự được trình bày cái bài đầu tiên trong cái session nhí này, đó là khó khăn ở trẻ em, cách tiếp cận và xử trí. Vậy thì khó khăn là cái gì? Khó khăn được định nghĩa là âm thanh có âm sắc rất là cao, êm dịu, nghe được như là tiếng nhạc mà chủ yếu mình nghe được trong khi thở ra thôi, do tắc nghẽn cái đường thở đoạn trong lồng ngực. Vậy thì khi mình nói cái định nghĩa như vậy á, thì thật sự ai cũng nói à cái này dễ, nhưng mà phần lớn cái biểu hiện khó khè này, nhất là khi bố mẹ của cháu bé nói với mình á, thì đa phần người ta nói sai hết, không có cái nào người ta nói đúng cả. Vậy thì về mặt lâm sàng, người ta chia ra khó khè ra các kiểu hình như thế này, đó là khó khè khởi phát do nhiều yếu tố, rồi khó khè không dứt ít nhất là một lần, hoặc là khó khè không dứt mà tái diễn, rồi khó khè thường xuyên, rồi khó khè từng đợt, tức là chia theo những cái kiểu hình lâm sàng như vậy. Và tần suất mà xuất hiện các cái kiểu hình này nó cũng thay đổi. Ví dụ như là nếu xét về kiểu hình lâm sàng á, thì cái khó khè mà nó xuất hiện có thể từ sớm, nó kéo dài về sau với tần suất rất là cao, cái đường màu xanh lục này là khó khè không dứt mà tái diễn. À, hoặc là cái khó khè mà từng đợt thoáng qua có màu xanh như thế này, thì nó xuất hiện rất là sớm nhưng mà sau khoảng 2 tuổi nó lần lần nó biến mất đi. Một cái nghiên cứu ở Nhật người ta cũng cho thấy như thế này, tức là cái loài khó khè mà mình quan tâm nhiều nhất và mình để ý là bị hén đó là khó khè kéo dài, cái đường màu vàng, thì thường thường nó ít xuất hiện sớm nhưng mà nó kéo dài về sau, từ 3, 4 tuổi, 5 tuổi trở lên nó kéo dài về sau. Còn những cái loài khó khè khác nó xuất hiện sớm nhưng mà nó lần lần là biến mất đi. Vậy thì khi mình gặp một cái bệnh nhân khó khè thì người ta chia làm hai loại, nó khó khè cấp và khó khè mãn tính tái diễn. Thì khó khè cấp được xem là khó khè nó xảy ra trong vài giờ hoặc là vài ngày, bao gồm là hen. Nhiều khi cái hen đợt đầu nó cũng làm cho bệnh nhân thở khó khè, rồi viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi không điển hình, viêm phổi do hít dị vật đường thở, nhiễm khuẩn hô hấp dưới đa phần là do virus, có khó khè hoặc là phù phổi hoặc là dị ứng. Thì đó là khó khè cấp, các cái nguyên nhân có thể xảy ra. Nhưng mà cái loại mà nó thường làm cho mình rắc rối nhất đó là khó khè mãn tính và tái diễn. Thì cái loại này nó một là do bất thường về mặt cấu trúc, hai là do rối loạn các cái chức năng. Mà về bất thường cấu trúc mình thường gặp ví dụ như là nhuyễn khí phế quản hoặc là hẹp khí phế quản hoặc là các cái u chèn vào à. Trong khi đó cái khó khè tái diễn mà do rối loạn chức năng thì cái bệnh mình hay gặp nhất đó là hen hoặc là trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ nhỏ, hoặc là hội chứng hít, bệnh xơ nang, suy giảm miễn dịch, tất cả những cái này đều có thể gặp cả. Vậy thì khi mình gặp một bệnh nhân khó khè mình sẽ làm cái gì đây? Đó là mình sẽ hỏi là bệnh sử và hỏi tiền sử. Thì cái nhà lâm sàng nhi khoa đầu tiên cái này rất là quan trọng. Thì cái điều đầu tiên mình phải khẳng định có phải khó khè hay là không. Thì thật sự đa phần bố mẹ giống như tôi vừa nói, tức là khi đến người ta bảo là con họ bị khó khè nhưng mà thật ra khi mình kiểm tra lại hoàn toàn không khó khè tí nào cả. Thì thường thường cái biện pháp mà tụi tôi thường hay sử dụng nhất là thời buổi công nghệ hiện nay, tụi tôi yêu cầu là nhờ bố mẹ là dùng điện thoại thông minh ghi hình lại, ghi hình ghi tiếng lại, rồi mình xem từ à bà mẹ đưa tới cho mình xem từ à có đúng là khó khè hay là không, rồi mình phải xem từ cái tuổi xuất hiện là khó khè khi nào, rồi tốc độ khởi phát và thời gian khó khè ra làm sao đấy, để mình xem từ là khởi phát cấp hay là khởi phát kéo dài, rồi nó kèm với biểu hiện nhiễm virus hô hấp hay là không. Vì đa phần những cái trường hợp nhiễm virus hô hấp làm cho mình ít nghi ngờ tới là hen. Rồi nó có kèm ho hay là không và kiểu ho như thế nào. Thì thông thường về mặt nhi khoa chúng ta chia ra là ho ướt hay là ho khan. Là vì nếu mà ho ướt nó sẽ đi theo một cái hướng rất là khác. Rồi cả cái biểu hiện kèm theo như thế nào, ví dụ như là giảm ăn bú hay là không, rồi thay đổi theo tư thế hay là không, hay là đứa trẻ chậm lớn, chậm tăng cân hay là không. Thì sau khi mình hỏi bệnh sử và hỏi tiền sử như vậy rồi, mình sẽ đi khám lâm sàng. Và thường thường là các cái biện pháp khám lâm sàng nó cũng giống như là khi mình khám những cái bệnh nhân khác vậy, mình xem toàn trạng như thế nào, rồi nhìn xem như thế nào, sờ
chú ý hạch cổ trên là khí quản hoặc lệch khí quản, hoặc là mình gõ, mình nghe xem thử như thế nào, rồi mình đánh giá đáp ứng được về điều trị. Thì bên cạnh các cái dấu hiệu ở tại hô hấp thì mình phải đánh giá thêm các cái dấu hiệu ngoài phổi, ví dụ như là mình khám tim, vì đã có nhiều trường hợp là đứa trẻ nó bị suy tim, nó cũng có biểu hiện khò khè. Hoặc là mình xem thử trên da của đứa trẻ nó có biểu hiện chàm da hoặc là các cái tổn thương khác hay là không. Đặc biệt là mình phải xem thử là đứa trẻ nó có viêm mũi dị ứng hoặc viêm xoang hay là polyp mũi hay là không. Thì sau khi mình đã kết thúc cái phần lâm sàng rồi thì thường thường mình sẽ cần đến các cái phương tiện hỗ trợ. Mà cái phương tiện đầu tiên, nhất là đối với những cái trường hợp khò khè tái diễn, đó là mình phải thăm dò hình ảnh. Thì cái biện pháp thường gặp nhất đó là mình sẽ chụp X quang ngực cho đứa trẻ, hoặc là mình chụp CT ngực cho đứa trẻ, hoặc là chụp mạch cổng hướng tư, hoặc là trong trường hợp mà mình nghi ngờ là có cái hội chứng rối loạn chức năng nuốt hoặc là hội chứng hít thì mình cho chụp X quang mà có uống barit, rồi mình nội soi đường tiêu hóa có uống barit cho đứa trẻ. Thì đây là một số cái hình ảnh, ví dụ như đây là một cái hình ảnh X quang thẳng nghiêng của một cái cháu bé bị cái hội chứng hít tái diễn do trào ngược cái dây thực quản. Thì mình thấy cái tổn thương nó cũng không có đặc hiệu lắm. Hoặc là cái trường hợp này mà chúng tôi vừa mới đăng báo đấy, tức là cái trường hợp bắn treo mạch, nó xảy ra ở một cái đứa trẻ 8 tháng tuổi, nó vào viện á, là tới lần thứ 3, lúc nào cũng chẩn đoán viêm phổi rồi chẩn đoán viêm tiểu phế quản cả, mà biểu hiện là cứ thở khò khè và thở ồn ào như vậy. Thì tới lần thứ 3 chúng tôi nhận thấy rằng là cái điều mà mình chẩn đoán ra nó không có phù hợp lên, thì cho làm thêm cả cái thăm dò. Thì cái X quang thì các anh chị thấy là cái nó thâm nhiễm kẽ là chính. Nhưng mà khi mà chụp CT á, thì mình sẽ thấy là cái động mạch phổi bên trái nó bắc ngang, nó chạy vòng quá, nó chen vào cái khí quản và làm cho bệnh nhân có biểu hiện liên tục. Và cuối cùng là bệnh nhân được chẩn đoán là cái bắn treo mạch, mà trong tiếng Anh gọi là sling. Cái phương pháp tiếp theo mình thăm dò đó là thăm dò chức năng hô hấp cho đứa trẻ. Thì thường thường mình sẽ tiến hành ở đối với trẻ trên 5 tuổi. Thì trên hình ảnh là cái đường cong lưu lượng thể tích, mình sẽ thấy có những cái dạng như thế này. Ví dụ hình A là bình thường, hình B là tắc nghẽn đường thở lớn đoạn ngoài lồng ngực, ví dụ như là cắt cụt cái này, gặp trong trường hợp là liệt dây thanh. Hoặc là hình C là tắc nghẽn đường thở lớn đoạn trong lồng ngực, hình D tắc nghẽn cố định đường thở lớn, và hình E là tắc nghẽn đường thở nhỏ. Mình hay gặp trong hen. Thì đây là một cái mà hô hấp kỹ cho mình biết là đứa trẻ nó bị là liệt dây thanh. Mình thấy cái phần dưới này, phần dưới nó bị giống bị cắt cụt vậy. Một cái phương tiện tiếp theo nữa đó là mình sử dụng các cái phương tiện nội soi. Thì thường thường á, là cái phương pháp nội soi này áp dụng đối với những cái trường hợp mà mình đang nghi ngờ là đứa trẻ nó bị dị tật, ví dụ như là nhuyễn khí quản hay mình còn gọi là mềm xuống khí quản vậy. Thì trong cái thi thở ra mình sẽ thấy là cái khẩu kính đường thở nó hẹp lại. Rồi nếu mà mình đang nghi ngờ đứa trẻ nó bị là trào ngược dây thực quản thì mình sẽ là cho làm cái đo pH thực quản 24 giờ. Tuy nhiên là cái phương pháp này hiện tại rất ít cơ sở y tế về nhi khoa trong cả nước áp dụng vì điều kiện máy móc. Rồi sau đó mình sẽ cho làm các cái xét nghiệm, ví dụ như các cái xét nghiệm thường quy như là công thức máu, rồi các cái xét nghiệm về nhiễm trùng. Mà một trong những cái mà mình nghi ngờ nhất là những cái trẻ mà khò khè tái diễn cộng với là tiền sử gia đình nữa, đó là lao. Thì hiện tại á, thì ở tại đơn vị chúng tôi thường thường là nếu nghi ngờ lao chúng tôi sẽ cho làm cái xét nghiệm QuantiFERON này rất là nhạy. Rồi xét nghiệm huyết thanh mycoplasma nếu là mình đang nghi ngờ đứa trẻ bị khò khè do nhiễm mycoplasma, hoặc là test mồ hôi nếu mình đang nghĩ đứa trẻ nó bị là bệnh sơ nang. Thì thật ra từ trước đến nay mình cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam mình không gặp bệnh sơ nang. Tuy nhiên là trong cái lần mà hội nghị năm ngoái, hội nghị hô hấp châu Á Thái Bình Dương năm ngoái ở tại Hà Nội ấy, thì một cái chuyên gia về hô hấp nhi ở tại Singapore, người ta thấy là các anh chị là không gặp ở tại Việt Nam, nhưng mà những cái bệnh nhân Việt Nam là chạy qua Singapore điều trị và bên kia người ta phát hiện. Cho nên là mình cũng phải cảnh giác đối với những cái trường hợp là bệnh sơ nang mà mình không phát hiện được. Rồi mình sẽ định lượng nồng độ immunoglobulin nếu mà mình đang nghi ngờ đứa trẻ bị suy giảm miễn dịch, hoặc là định lượng nồng độ IgE toàn phần xem thử là định hướng cái nguyên nhân có phải là dị ứng là không, rồi làm cả cái test dị ứng.
Vậy thì dựa trên những cái biểu hiện như vậy thì mình có thể là nghi ngờ, có những cái dấu hiệu gợi ý chẩn đoán nghi ngờ, ví dụ như là hen thì nó gọi gợi ý dựa vào tiền sử bệnh sử đo chức năng hô hấp, hoặc là viêm tiểu phế quản thường xảy ra vào mùa lạnh hay gặp ở trẻ nhỏ, hoặc là dị vật đường thở thì khi mình hỏi á thì nó có cái hội chứng xâm nhập rất là đột ngột. Rồi đối với kho khe mà mang tính tái diễn thì nhuyễn khí quản thì mình dựa vào là tiền sử bệnh sử nội soi bằng ống soi mềm. Thì lưu ý với các anh chị, khi mà mình nội soi bằng ống soi mềm để phát hiện mà mềm xuống thanh quản hoặc là khí quản thì mình nên sử dụng ống soi mềm vì mình không có gây mê, để mình quan sát được á, là cái khẩu kính đường thở nó thay đổi như thế nào trong hai cái thì hít vào và thở ra của bệnh nhân. Rồi nếu bệnh nhân mà có trào ngược dạ dày thực quản thì mình sẽ đo pH thực quản 24 giờ, hoặc là những cái trường hợp mà dị dạng cái mạch máu như là vòng mạch hoặc là băng mạch thì thường thường sẽ cho làm cả cái xét nghiệm ví dụ như là chụp CT hoặc là cả cái chụp cộng hưởng từ có thuộc cảm quang. Vậy thì khi nào mình gặp một cái đứa trẻ mà có biểu hiện kho khe mình cần phải chuyển viện, thì đó là kho khe kéo dài hoặc là tái diễn ở trẻ dưới 1 tuổi. Dưới 1 tuổi là có vấn đề rồi, mình sẽ chuyển viện chứ mình đừng có giữ lại ở tại cơ sở của mình. Hoặc là nó không đáp ứng rõ về thuộc dạng phế quản, hoặc là ít tăng cân, hoặc là chậm phát triển do kho khe mạn tính hoặc tái diễn. Thì những trường hợp này như tôi đã nói, mình cần phải để ý xem thử có phải là bệnh sơ nang hay là không. Hoặc là đứa trẻ đã nhập viện, đi nhập viện lại nhiều lần, hoặc là đã uống nhiều đợt corticoid rồi mà nó vẫn kho khe. Và đặc biệt á, là những cái trường hợp mà kho khe mà không có điều hai bên, bên rõ bên không rõ, thì khả năng cao là không phải là những cái bệnh mà mình có thể điều trị nội khoa được. Vậy thì khi đứa trẻ mình đã chuyển viện rồi thì khi nào mình sẽ cho nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện, tại bệnh phòng? Đó là kho khe mà không đáp ứng với điều trị, hoặc là khi đứa trẻ nó có biểu hiện thiếu khí thì mình cho vào nhập viện, hoặc là khó thở nhanh làm cho đứa trẻ ăn uống kém, hoặc là đứa trẻ có biểu hiện biến đổi tri giác hoặc là suy kiệt. Thì tất cả những cái trường hợp đó mình nên cho cháu nhập vào bệnh phòng điều trị nội trú. Vậy thì đứng trước những cái trẻ như vậy, khi mình tiếp cận thì mình sẽ làm như thế nào? Thì thật sự đây là một cái lưu đồ nó rắc rối một chút xíu. Thì mình sẽ thấy này, lúc đầu mình phải xác nhận là đứa trẻ nó có kho khe thật sự hay là không. Nếu không là mình phải xem chẩn đoán khác. Và nếu thật sự nó kho khe thì mình phải xem thử là cái tốc độ nó khởi phát như thế nào. Nó khởi phát là từ lúc sinh luôn hay là khởi phát từ từ ở cuối giai đoạn nhụ nhi hay là khởi phát đột ngột. Thì nếu mà đột ngột á, thì mình phải xem tiếp, tức là nó có biểu hiện viêm long hô hấp hay là không. Nếu có thì mình phải đi theo cái đường cả cái trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp dưới mà đa phần là do virus. Còn nếu mà không có biểu hiện viêm long hô hấp mà nó rất là đột ngột thì coi chừng đứa trẻ nó bị dị vật đường thở. Và trường hợp này thì mình phải can thiệp tiếp. Còn đối với trường hợp mà kho khe mạn tính nó xảy ra từ lúc sinh thì mình xem thử đứa trẻ nó có phát triển thể chất tốt hay là không. Mà nếu đứa trẻ vẫn cứ kho khe, vẫn phát triển thể chất tốt, tăng cân đều đặn, đứa trẻ vẫn ngủ thì quay chừng đứa trẻ nó bị nhuyễn khí phế quản bẩm sinh. Thì lúc đó mình sẽ là tiến hành theo cái đường nhuyễn khí phế quản. Hoặc là khi mà nó khởi đầu từ lúc sinh nhưng mà triệu chứng nó xấu đi, hoặc là đứa trẻ nó là còi cọc trầm lớn, thì mình phải xem thử là đứa trẻ nó có ho ướt liên tục hơn tháng hay là không. Và nếu ho ướt liên tục mà hơn tháng thì xem coi chừng là đứa trẻ nó bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn. Và tôi xin được trình bày ở cái phần bài cuối cùng. Còn nếu đứa trẻ nó khởi phát kho khe mà từ cuối giai đoạn nhụ nhi mà kho khe ngày nào cũng có hết, rất là đều đặn, và mình thử điều trị với salbutamol nó có đáp ứng thì coi chừng đứa trẻ kho khe do hen. Còn nếu nó kho khe từng cái đợt gián đoạn, và từng cái đợt này ấy, nó xảy ra về đêm hoặc là gần sáng ấy, thì mình cũng nghĩ nó là do hen. Còn nếu nó không có đều đặn, không có hay xảy ra về đêm hoặc gần sáng hoặc là khi gắng sức thì khả năng đó là kho khe do nhiễm virus tái diễn. Thì đứng trước những cái trường hợp kho khe như vậy thì cái cách giải quyết vấn đề của mình, ngoài cái việc mà tuân thủ các cái bước theo lưu đồ như vậy, thì mình
trên thực tế để dễ cho các là quý vị đồng nghiệp á, thì mình phải xem thử là đứa trẻ đó nó có cơ địa dị ứng hay là không có cơ địa dị ứng. Nếu mà có cơ địa dị ứng mà được khò khè lần đầu tiên thì mình áp dụng bước thứ hai của điều trị. Còn nếu mà khò khè từ lần thứ hai, lần thứ ba thì mình sẽ bước qua bước thứ ba hoặc là bước thứ tư. Còn đối với trẻ bị khò khè tái diễn mà không có cơ địa dị ứng mà khò khè đợt đầu tiên thì áp dụng bước số 1. Còn khò khè từ đợt số 2 thì bước số 2, đợt khò khè thứ 3 là mình áp dụng bước số 3. Thì các cái bước nó sẽ như thế này. Bước số 1 là mình dùng salbutamol khi cần. Còn nếu bước số 2 thì mình sẽ dùng salbutamol khi cần cộng với là corticoid uống. Bước số 3 là salbutamol khi cần cộng với corticoid uống cộng với là corticoid hít liều thấp hay là Montelukast. Và bước số 4 là salbutamol khi cần cộng với steroid uống cộng với ICS liều trung bình hoặc là Montelukast. Thì nếu theo cái đường như vậy á, thì nó dễ áp dụng hơn cho các cái bác sĩ thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, khi sử dụng các cái thuốc như vậy thì mình cần lưu ý những cái điểm như thế này. Ví dụ đối với thuốc giãn phế quản thì đây là cái thuốc mà mình suy nghĩ đầu tiên mình sẽ dùng cho các cái bệnh nhi bị khò khè. Tuy nhiên, nếu mà trẻ nó có chỉ có khò khè thôi mà không có biểu hiện nào khác thì chưa chắc cái việc mà mình dùng là cái thuốc đồng vần beta 2 này nó sẽ có hiệu quả. Và cho tới bây giờ người ta vẫn chưa có được một cái chứng cứ đủ mạnh để mình xem thử là tất cả những cái trường hợp khò khè là mình đều đồng điều trị giống như hen là điều thành công, chưa chắc. Đấy, vì chưa có cái chứng cứ đủ mạnh như vậy. Đối với corticoid thì mình dùng loại hít thì nó sẽ là có hiệu quả đối với khò khè kéo dài và khởi đầu muộn. Còn đối với trường hợp mà khò khè thoáng qua, khò khè sau nhiễm virus thì nó sẽ ít hiệu quả. Mà những cái trường hợp khò khè sau nhiễm virus hoặc là khò khè thoáng qua này, nếu mình dùng Montelukast nó sẽ có hiệu quả. Còn đối với corticoid theo đường toàn thân thì thường thường á, mình sẽ dùng 3 đến 5 ngày nó sẽ làm giảm khò khè tái diễn sau nhiễm virus mà trên cái đối tượng là bị chàm da. Lưu ý về các quý vị đồng nghiệp, tức là khò khè sau nhiễm virus mà trên đối tượng chàm da thì mình mới dùng cái liệu trình 3 đến 5 ngày corticoid uống. Đối với kháng leukotriene như đã nói thì nó sẽ rất hiệu quả đối với loại khò khè sau nhiễm virus. Cho nên là nếu mình nghi ngờ khò khè sau nhiễm virus thì mình cho là kháng leukotriene, mà hiện tại ở Việt Nam mình đang có Montelukast. Đối với kháng sinh thì đây là một cái vấn đề mà rất là nhạy cảm. Thì mình thật sự là không có nên cho kháng sinh một cách thường quy, là vì đấy đa phần cái nguyên nhân chính mà gây khò khè do nhiễm khuẩn là do virus. Tuy nhiên là nếu mà mình dùng kháng sinh một cách là ồ ạt đều đặn, nhất là đối với trẻ nhỏ, thì mình sẽ làm tăng cái nguy cơ bị mắc hen lên. Vì một trong những cái biện pháp mà dự phòng tiến phát đối với hen đó là mình làm hạn chế những cái việc sử dụng kháng sinh không cần thiết. Tuy nhiên là trong một cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng nếu mình dùng azithromycin từng đợt ngắt quãng thì nó làm giảm nguy cơ các xuất hiện các cái đợt khò khè cấp nặng so với là những cái loại khác. Vì là cái kháng sinh thuộc nhóm macrolide nó có là tác dụng kháng viêm, nó có tác dụng giảm viêm do bạch cầu đa nhân trung tính và nó có tác dụng rất có lợi đối với microbiome tại đường thở. Cho nên cái việc sử dụng là macrolide, đặc biệt là azithromycin, là mình cân nhắc đối với những cái trường hợp này. Thì tóm lại để kết luận cho cái phần trình bày của tôi ấy, thì xin được rút ra những cái điểm chính như thế này. Thì khò khè là một cái biểu hiện bệnh lý thường gặp ở trẻ em. Nó có thể từ khỏi đi, nhưng mà có thể là một cái biểu hiện của bệnh lý nặng. Và khò khè nó khởi đầu, đối với khò khè mà cấp tính á, thì ngoài cơn hen cấp thì có thể do nhiễm khuẩn hô hấp hoặc là do dị vật đường thở. Còn đối với khò khè màn tính và tái diễn thì ngoài hen ra thì chúng ta sẽ gặp là bất thường cấu trúc, ví dụ như là vòng mạch hoặc là băng treo mạch, hoặc là rối loạn chức năng, ví dụ như là trào ngược cái dây thực quản, hoặc là do các cái nguyên nhân như là viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hoặc là bệnh phổi kẽ. Mà cái nguyên nhân gây khò khè ở trẻ em á, thì có thể nó sẽ không rõ ràng, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi hoàn toàn nó không rõ. Cho nên cái việc mà mình tiếp cận dựa trên là hỏi bệnh sử, hỏi tiền sử, khám lâm sàng cẩn thận, sử dụng các cái phương tiện thăm dò, nó phần nào giúp cho mình xác định được tác nhân gây bệnh. Và cái việc xử trí khò khè
Thì chủ yếu mình nhắm tới là nguyên nhân gây khó khè, đừng nên nhắm tới cái việc mà điều trị triệu chứng. Thì xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.